mình nghe một bài hát mà làm cho mình thức tỉnh, đó là Phật pháp. Ví dụ như cái bài Phật Tức Tâm sắp tới, nếu như mà vị nào á mà đang muốn đi tìm Phật thì nghe bài Phật Tức Tâm có lẽ tối hôm nay sẽ tỉnh thức, thay đổi. Hay à, hay à, kiểu này chắc thêm trăm nữa quá. Phật Tức Tâm, tâm tức Phật. Vì những câu nói này thì Linh đóng góp cho chùa Quế Trâm nữa đi, cho chùa Huệ Minh, mà những lời, những cái câu nói này thì nó chạm đáy từ Linh rồi, nó chạm rồi, thành thử một trăm nữa ghi vô cho con. Rồi, đó cho con. Cứ nói là cái đụng chạm tới Thùy Linh là cứ một trăm kiểu kia là mới đầu mình thấy chị lên chị hát, mình không để ý đâu. Mới đầu mình cứ lăng xăng, mình cũng chẳng để ý chị Tinh hát. Đến khi chị hát xong, chị bảo này chứ, cái thì tịnh tâm chay rồi mình, ủa mình cũng tịnh tâm chay mà sao mình chưa thấy Phật. Rồi về sau hát xong chị lại bảo chính chị là người sáng tác. Ủa là lúc đó mình mới thấy mình thua chị đó. Mình nào giờ á, mình cứ đi tìm Phật bên ngoài mà không nghĩ rằng Phật Phật tức tâm ngay chính trong tâm của mình. Không, còn có nói hay nói này, Phật tức tâm, ai ơi hãy nhớ lấy, hãy nhớ lấy nha. Mà tâm hiền từ là Bồ Tát Quan Âm, mà tâm từ bi mới là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấy. Mà tâm hiền lành thì tâm tức Phật, ai ơi. Tức là Phật và Bồ Tát đều ở trong trong tâm. Bốn câu thôi là trọn vẹn, quá trọn vẹn, là Thùy Linh luôn luôn nhắc nhở. Qua cái talk show này á, thì trước khi sợ lát nữa chị Thùy Linh hỏi cho nên giờ mình xin đáp luôn, là cũng xin gửi đến toàn thể quý thính giả là Phật không ở đâu xa mà Phật chính ở trong tâm. Nếu như tâm mình có từ bi, có hỷ xả, có vị tha, có vô ngã, phải không? Có gọi là ban vui cứu khổ, có chia sẻ, có gọi là an ủi vỗ về yêu thương tha thứ, thì đó chính là mình có Bồ Tát Quan Âm, có Phật Thích Ca, có tất cả đang có sẵn ở trong lòng mỗi người. Nếu như mình biết khai thác, biết vun bồi cái hạt giống trí tuệ và giống tâm đó, tâm hiền từ là Bồ Tát Quan Âm. Mà không phải tâm, mình hỏi chị một câu, vì sao mà chị sáng tác được ra bài hát này, nhân duyên gì mà có được ra bài hát này? Quá hay, nói về chữ nhân duyên. Nói đến chữ nhân duyên là đúng. Dạ. Là bởi vì con không phải là một nhạc sĩ sáng tác nhạc, và con cũng chưa ngày nào con học sáng tác nhạc. Mà lại ra được, mà tự nhiên con lại viết được nhạc. Thì tự nhiên con viết được nhạc một cách gọi là bất ngờ luôn. Mà không phải một bài, mà con nhớ bài đầu tiên con viết là bài Tinh Thần Mục Kiền Liên. Cái đó là bài đầu tiên của con, đó là cái ngày mà gọi là Vu Lan Báo Hiếu hát cho chùa Bát Nhã. Thì con viết một cái bài, con nói con phải thay đổi món ăn tinh thần, và con thêm món ăn tinh thần cho quý khán giả. Để vì nhạc Phật giáo lúc đó còn ít quá, thì lúc đó con mới nảy ra một ý là tại sao mỗi lần mình hát mấy cái nhạc ai cũng có mấy bài hát đó hoài, mà con thấy, con nhìn xuống khán giả con thấy xong thấy thương quá. Tại vì cứ đó là cũng là một món ăn tinh thần, mà lúc đó con nói ủa tại sao mà cứ cho người ta ăn hoài một món vậy, cũng ngán, giống như bản thân mình ăn hoài mình cũng phải thay đổi món ăn chứ, đúng không? Ngán phở thì ăn cơm, mà chán cơm thì ăn phở đôi tà chẳng hạn gì. Thì Thùy Linh mới nói là mình sẽ viết một cái bài nào đó cho mình hát để mình bổ sung thêm món ăn tinh thần cho khán giả. Thì tự nhiên con suy nghĩ vậy mà con làm được. Thì mà nó lạ ở một điểm gì nè, thưa sư cô, không biết nhân duyên nó tới hay sao. Mà con viết, mà con nghĩ, con muốn là con sẽ làm được. Sư cô có nghĩ gì không? Mà những gì con muốn làm là sẽ làm được. Mà mặc dù con không có gì cả, nhiều thứ lắm, không có gì mà có tâm. Dạ, tự nhiên nó lạ vậy á. Mà cho nên là không phải một bài đó, rồi sau đó cái bài Phật Tức Tâm, Tâm Tức Phật là bài thứ mà hai. Bài này là cái bài mà đẩy động tâm thức mình nhiều nhất. Bài thứ hai. Còn bài thứ ba là bài Kiếp Vô Thường. Tôi muốn lánh xa đời cõi tạm, các bụi mờ che khuất thân tôi,
để một mai trở về cát bụi, buông kiếp sống vô thường cuồn quay. Đó là cái bài Kiếp Vô Thường. Cho nên là những lời lẽ từ Linh hầu như đa số là nhắn gửi, nhắc nhớ và nhẹ nhàng, an ủi, vỗ về, ban vui, cứu khổ, đó là hạnh Bồ Tát. Ủa sao nãy giờ chị Quang Kiều có cảm nghĩ là mình không phải là ngồi bên chị Thùy Linh mà ngồi bên Phật Bồ Tát nào? Thôi thì giờ nói dài, nói dai, nó thành nói dở, bây giờ hát đi. Và Phật Tức Tâm, tâm của Phật xin gửi đến tất cả quý đại chúng đang theo dõi Đài Phát Âm Phật Giáo Toàn Cầu nha. Và con xin kính mời Ni Sư cũng như là Quang Kiều hãy thưởng thức nhạc phẩm Phật Tức Tâm, Tâm Thức Phật, sáng tác và trình bày Thùy Linh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ha. Ta đi tìm Phật Pháp của thế nhân, tìm khắp nơi trong tứ cõi ta bà, nào kiết già, nào thiền tịnh tăng chay. Dưới có 12 cửa ngục, trên có 9 tầng trời. Phật ở tâm ta sao không thấy? Cầu Phật ở người thế mới vui. Tự quán thông, tâm ta sẽ hiện, đích thị lời Phật dạy không sai.
Phật tức tâm, ai ơi hãy nhớ lấy, tâm hiền từ là Bồ Tát Quan Âm, tâm từ bi Thích Ca Mâu Ni Phật, tâm hiền lành tâm tức Phật. Phật pháp của thế nhân, tìm khắp nơi trong tứ cõi ta bà, nào kiết già, nào thiền tịnh tăng trai, dưới 12, trên cao 9 thiên tầng. Tâm từ vượt bao.